Đoạn video ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời khi một con nai sừng tấm xuất hiện bên cạnh một chiếc thuyền ở Alaska, Mỹ và chạy băng băng trên mặt nước. Christy chính là người có mặt trên chiếc thuyền đi dọc theo sông Alaska, chứng kiến mọi việc và ghi hình lại. Trong đoạn phim có thể thấy, con thuyền đang lướt nhanh và con nai sừng tấm chạy dọc trên sông. Nhiều người xem cho rằng đây hẳn phải là ở vùng nước nông, dọc theo bờ, nhưng con nai sừng tấm bay qua mặt nước ngay trước sự ngỡ ngàng của Christy. Và trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Trong cuộc sống có những khoảnh khắc mà khi được chứng kiến, chúng ta có thể không tin. Thế nhưng những sự việc đó vẫn diễn ra và đến khi chúng ta xem lại từ máy quay phim hoặc camera thì mới cảm thấy bất ngờ và há hốc mồm kinh ngạc. Và hôm nay, chúng tôi đã tổng hợp hơn 30 khoảnh khắc kỳ lạ như thế. Cùng bắt đầu thôi! Một người phụ nữ đang mở cửa kính giữa lối đi lại của một cửa hàng. Sau khi đẩy một cánh cửa sang một bên, cánh cửa vẫn chưa sát hẳn vào mép tường. Người phụ nữ này lại tiếp tục dùng sức đẩy mạnh thêm một lần nữa. Nhưng chính lúc này, điều kinh hoàng đã xảy ra. Do dùng lực quá mạnh đã ảnh hưởng đến lực của cánh cửa, khiến tấm kính vỡ tung thành từng mảnh. Cũng may là không ai bị thương gì cả. Trên mặt nước chưa bao giờ là dễ dàng với loài chó. Thế nên, nhiều người ở đây đã rất kinh ngạc khi chứng kiến chú chó này chạy lướt trên mặt hồ. Nhiều người nghĩ rằng nó đang sử dụng tuyệt kỹ lăn ba vi bộ, nghĩa là có thể đi lướt trên mặt nước mà không chìm. Đoạn video sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Bạn có lý giải được lý do vì sao chú chó này đã sử dụng thành công tuyệt kỹ lăn ba vi bộ thế này không? Bình luận xuống bên dưới cho chúng tôi biết nhé! Những tên trộm tinh vi xảo trá, nhưng cũng có những tên trộm hài hước và ngớ ngẩn vô cùng. Và đây là một trong số đó. Khi thấy hình ảnh của mình trong gương, anh ta giật bắn mình, hằng hốt bỏ chạy thục mạng, khiến đồng bọn cũng cuống cuồng chạy mất dép. Anh chàng này có vẻ như mới đi trộm lần đầu nên chưa chuẩn bị tâm lý cũng nên. Con gấu táo tợn không chỉ lục lọi thùng đựng thức ăn thừa bên ngoài một nhà hàng ở Colorado Springs, Mỹ, mà còn cẩn thận kéo chiếc thùng đó vào bãi đỗ xe để dễ bề hành động. Đều đặn mỗi ngày, chú chó thông minh này sẽ nhận bưu phẩm thay chủ, thậm chí là mở sẵn gói hàng ra cho chủ của mình. Thật đúng là nuôi chú chó này không hề phí cơm phí gạo, đúng không nhỉ?
này đang trên đường đi đến chỗ làm việc thì bất ngờ bị con ngỗng gần đó tấn công. Cô nàng hoảng loạn vì dù chưa hề đụng chạm gì đến chú ngỗng, nhưng lại bị nó tấn công tới tấp, đến nỗi phải rơi cả đồ đạc. Thậm chí khi cô gái leo vào xe ô tô, thì chú ngỗng vẫn lao theo đuổi đến cùng. Thì ra nguyên nhân là do con ngỗng đang bảo vệ đàn con của mình ở gần đó. Vì sợ cô gái làm hại đàn con nên mới hành động quyết liệt như vậy. Giống những chú hải cẩu khác chờ thức ăn được ném xuống, chú hải cẩu đáng yêu này đang tỏ vẻ mặt ngây thơ bò hẳn lên bờ để xin ăn. Hành động vỗ nhẹ vào chân người chủ của chú hải cẩu khiến ai cũng phải phì cười với độ dễ thương của nó. Cảnh này đã vô tình được ghi lại tại bãi đậu xe bởi một người đàn ông đến từ California và nó đã gây ra rất nhiều tranh cãi xung quanh việc người phụ nữ có dáng đi bộ hết sức kỳ lạ. Và cho đến thời điểm này, sự thật đằng sau dáng đi ấy vẫn là một bí ẩn. Bạn nghĩ rằng cô ấy đã làm điều đó một cách có chủ đích hay vốn dĩ cô ấy có dáng đi bẩm sinh như vậy? Video được ghi lại bởi camera an ninh. Khi ấy, áp lực nước trong vòi tăng đột ngột và tuột khỏi tay anh lính cứu hỏa. Và không may thay, khi một bà lão gần đó đã bị chiếc vòi này hạ gục. Những con sái cá thực sự rất thích nhảy ra khỏi nước lên bờ để chơi với những người bạn đười ươi to lớn lông xù. Tuy nhiên, chú đười ươi có vẻ không thích bị làm phiền. Nó lấy que tre đuổi những con sái cá trong khi những chú sái cá thì vẫn cố tiếp cận người hàng xóm to lớn ấy. Một camera an ninh ghi lại một sự cố kỳ lạ trong lối ra của một bãi đậu xe. Một người phụ nữ đi bị xuống dốc nhưng không thể ngừng lại. Và một người phụ nữ khác vô tình đi ngang qua đã bị đâm sầm vào khiến cả hai đều ngã sấp mặt. Ở đầu đoạn clip là một cảnh chú gấu trúc nâu tức tốc đuổi theo một người đàn ông. Nhận tưởng đây là một tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng cái kết lại khiến người xem vô cùng bất ngờ. Được biết, chú gấu xuất hiện trong đoạn clip này có tên là Tom. Tom vốn làm việc trong một gánh xiếc và hiện nó mới chỉ được 1 tuổi rưỡi. Chú gấu này được mô tả là một chú gấu có tính cách ôn hòa, dễ bảo. Tom quyết liệt đuổi theo một người đàn ông trong đoạn clip. Gấu Tom tăng tốc và bắt kịp người đàn ông. Ngay sau đó, gấu Tom được người đàn ông này cho ăn kem. Gấu Tom thích thú ăn ngấu nghiến hết cả cây kem chỉ trong tích tắc.
Vừa rồi là những khoảnh khắc thú vị được camera an ninh ghi lại. Đừng quên ấn like video và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhất của kênh nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.